Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 50. Đồng kết thiện duyên. Đệ tử quy y Ngài Trương Quả Thăng làm chủ một công ty chế tạo dược phẩm nổi tiếng ở Hồng Kông, nhưng mắc phải chứng bệnh ung thư. Ngài quán sát thấy hội đủ nhân duyên nên khuyên ông cúng dường tăng ni y vải cùng dược phẩm để kết duyên với Tam Bảo, cầu tiêu trừ nghiệp chướng. Nghe Ngài dạy, ông Trương quyết định y lời. Sau đó, Ngài bèn thông báo đến các tòng lâm, tự viện và tịnh thất tại Khương Cảng, Cửu Long, cho biết số một tu sĩ để tiện bề chuẩn bị vải cùng thuốc men như dầu vạn kim, thập linh đơn, vân vân. Nhưng vì nghe lời người dèm pha nên ông Trương đã giảm bớt số lượng cúng dường như ông đã hứa. Thay vì cúng 20 đồng Hồng Kông và một cây vải tốt cho mỗi vị, nay ông chỉ cúng 5 đồng và một cây vải thuộc hạng xấu. Lúc bấy giờ ở Đại Lục, vấn đề tôn giáo bị nghiêm cấm, nên có một số đông tăng ni di tản qua Khương Cảng, nên họ rất cần giúp đỡ về mọi phương diện. Vì vậy, Ngài giúp ông bổ túc vào những phần thiếu ấy. Mồng 9 tháng 6, các phẩm vật đã được chuyển đến và phân phát tại khu Toàn Loan, gồm các chùa Đông Phổ Đà, Trúc Lâm Thiền Viện, Lộc Giả Uyển. Hôm sau lại đến Nam Thiên Trúc, niệm Phật Đường Đông Lâm và Hoằng Pháp Tịnh Xá. Ngày 11 thì đến Thanh Sơn Hải Triều Viện. Riêng dùng Nguyên Lãng, tự viện thì ít mà tịnh thất lại nhiều, nên Ngài thông báo cho quý tăng ni tập trung lại một địa điểm để dễ bề phân phát và cũng tiết kiệm thời giờ. Lần cứu trợ này đã khiến nhiều người khâm phục về cách làm việc của Ngài rất là minh bạch. Hầu như tất cả tu sĩ ở đây đều nhận được phần cúng dường. Ha ha ha, 问什么的说呵。